Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chuyên mục này được phát thường kỳ vào 20:30 tối thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Một cơ thể đẹp, một vóc dáng hoàn mỹ là một điều mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều hướng đến. Bản thân mình luôn quan tâm đến vấn đề sức khỏe, làm đẹp và chăm sóc cho bản thân. Chúng ta hay đùa với nhau rằng dành cả thanh xuân để giảm cân, chắc mình cũng là một trong những cô gái như thế. Mình đã từng rất sợ phải đứng lên bàn cân đó, ám ảnh vô cùng luôn. Và có khoảng thời gian mình tưởng chừng như là cân nặng của mình cứ tăng lên dần đều vậy đó. Mình đã áp dụng các phương pháp giảm cân mà nghĩ rằng là mình biết. Mặc dù mình là một người rất là đam mê thể thao, mình luyện tập mỗi ngày, nhưng có một kịch lý là mình càng tập càng mập các bạn ạ. Cuốn sách Bài Béo đã giúp mình như bừng tỉnh hơn về những phương pháp giảm cân mà mình đã từng trải qua. Nào là sử dụng thuốc giảm cân, tiêm giảm mỡ, đeo lai tét, nhịn ăn, cắt tinh bột và nhiều cách khác nữa. Có vẻ nghe sơ qua thì thấy nó rất hiệu quả phải không nào? Nhưng chính bản thân mình cũng đã sai lệch một thời gian đó. Mình đã thay đổi hoàn toàn về nhận thức cũ để giảm cân bền vững và bắt đầu với giảm cân chuẩn y khoa, 30% là vận động, 70% là chế độ ăn uống, ăn clean and clear, ăn sạch sẽ, ăn rõ ràng. Cùng với chế độ ăn uống cụ thể, dễ dàng, đa số chúng ta đều nghĩ rằng ăn theo chế độ rất mất thời gian và khó. Nhưng qua thời gian trải nghiệm, mình thấy ăn theo chế độ vô cùng dễ dàng, đặc biệt là tiết kiệm thời gian cũng như là rất tiện lợi đối với những người bận rộn như mình. Mình đã giảm ăn ngoài nhiều hơn và thấy cơ thể khỏe khoắn hơn và không còn cảm giác quá no hoặc vẫn thầm thèm một cái gì đó sau mỗi bữa ăn. Đã thế còn tiết kiệm chi phí cho việc ăn vặt rất nhiều nha. Cùng với chế độ luyện tập đều đặn nhẹ nhàng như trong sách có chia sẻ, mình áp dụng thấy rất hiệu quả. Tập nhẹ nhưng kết quả bất ngờ, là mình càng ngày càng hứng thú hơn với các bài tập. Nếu như không tập, mình cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Có một mẹo nhỏ cho quá trình luyện tập được tốt hơn là duy trì đều đặn, và bạn chỉ cần tốt hơn mình của ngày hôm qua thôi, như vậy là đã thành công rồi. Ngoài ra, còn một phương pháp khá đơn giản và vô cùng hiệu quả là cà phê và khoai lang đã giúp mình giảm cân thành công, đến cả mình cũng hoàn toàn bất ngờ và mình rất hạnh phúc với kết quả này. Bài Béo đã truyền động lực cho mình rất nhiều trong quá trình giảm cân hạnh phúc của bản thân, và mình còn được truyền thêm cảm hứng bởi anh Phan Bảo Long, tác giả của Bài Béo nữa. Hành trình của anh rất đặc biệt, những khó khăn mà anh đã đi qua cũng như để có một body cường tráng như vậy là nhờ chế độ thuần chay, khiến mình vô cùng nể phục bởi một người giàu lòng nhân ái và quyết tâm như anh. Đúng là không có gì có thể ngăn cản được chúng ta ngoại trừ chính mình. Qua đây, mình rất muốn chia sẻ đến với các bạn về những gì mình đã trải qua và kết quả mình đã đạt được sau quá trình trở về yêu thương bản thân mình thật sự. Là mình nhớ câu nói của thầy Phan Văn Trường: chúng ta không cần so sánh mình với bất kỳ ai. Khi làm bất cứ việc gì, chỉ cần làm tốt nhất có thể là đã thành công rồi. Câu nói này đã truyền động lực cho mình rất nhiều, và mỗi lần luyện tập, mình đều tập thật tốt so với mình thêm chút nữa. Cứ như thế mà mình đã giảm được 6kg rồi nè. Dự là sẽ còn giảm nữa nha. Giảm cân trong hạnh phúc trong hành động bạn nhé. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi